Wow, Sanji hiện tại bây giờ đang mặc cái bộ trang bị gâu trắng full sao luôn em à. Để mình tháo cái đại đao của con Sanji ra thêm xem thử là sẽ thuộc bao nhiêu lực chiến nha anh em. Phẹt, wow, một cây đao 25T lực chiến. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello 500 anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, ở video này thì mình sẽ đem đến cho anh em một cái con acc cực kỳ xịn sò luôn anh em à. Một cái acc mà phải gọi là lực chiến mà là cực kỳ khủng khiếp. Một con cái lực chiến là đáng mơ ước của biết bao nhiêu anh em cày game Đảo Kho Báu này. Và ok, thì bây giờ mình sẽ cho anh em, không để anh em để lâu nữa, bây giờ mình sẽ vào luôn. Và acc này là của bạn HTC Blum Gian, một nhà đương kim vô địch khá là nhiều lần trong các giải chọi châu. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô và sẽ review xem thử là hiện tại bây giờ lực chiến nó bao nhiêu nha anh em. Hôm bữa trước thì Gian có up ở trên group là nói là lực có để cái hình là 100T lực chiến rồi nha anh em. Và bây giờ thì không biết là lên được bao nhiêu rồi thì mình không biết. Bây giờ mình sẽ vô và sẽ review chi tiết cho anh em cùng xem luôn. Rồi. Ok, 1 2 3 vô thôi. Đây, để xem nữ. Ok. Trời, 115T lực chiến, con số cực kỳ khủng khiếp luôn anh em à. Quá là bá đạo anh em à, 115T lực chiến. Trời ơi, một con số quá là khủng khiếp anh em à. Hiện tại thì bây giờ còn 1,1 triệu học 618k bia. Quá khủng khiếp. Rồi ok, thì bây giờ anh em chúng ta sẽ cùng nhau đào bới xem thử là cái acc của bạn Rian úp cái gì mà nó lực chiến to dã man như vậy anh em. Rồi ok. Đầu tiên thì trước tiên là sao thử cái đấu trường thì khỏi luôn đi anh em à. Chắc chắn sẽ là top 1. Không có gì phải bàn cãi hết. Một con số quá là xa vời anh em à. Trời ơi, để mình xem thử. Top 2 đã mất tiêu rồi. Trời ơi, top 3 có 1 phải. Không bằng số lẻ của Ian đấy anh em à. Top 2 rồi. Top 2 đã mất tiêu rồi. Không thấy được cái top 2 này mà. Không thấy được top 2. Để mình vô trong bảng xếp hạng mình xem thử ấy. Cụm server luôn, cụm top top người chơi hiện tại bây giờ. Trời ơi, 1,17 1,74T Kuzan. Cụm server 26 KOSBB 26,33T. Rồi ok. Thôi bây giờ anh em chúng ta sẽ soi thử là đầu tiên thì sẽ cái thiên thư trước đi anh em. Thiên thư thử xem 100, 120 và 120 anh em à. Trời ơi, cái này mà up lên 120 nữa chắc lực chiến nó còn lên khủng khiếp nữa anh em. Hiện tại thì bây giờ còn khá là nhiều đá cổ ngọc anh em à. Còn khá là nhiều cổ ngọc luôn. Hiện tại thì bây giờ nó đã lên 120 là mát đây. Khá là nhiều cổ ngọc anh em. Bây giờ mà up lên thêm lên 120 mình nghĩ là lực chiến sẽ lên thêm một khúc nữa anh em à. Có thể lên được 120T lực chiến cũng không chừng, có thể là hơn nữa anh em. Wow, thức tỉnh hiện tại bây giờ đang là 10 con tướng đã thức tỉnh rồi anh em à. 10 con tướng đã thức tỉnh này. Gáp cũng đã 10 sao luôn anh em à. Gáp cũng đã 10 sao luôn. Quá khủng khiếp. Ôi nhìn chảy nước miếng anh em à. Thâu tối mình nghĩ chắc vui luôn anh em à. Bây giờ mình sẽ qua đấy cái trận pháp đi anh em. Trận pháp hiện tại giờ là 325 anh em à. 325. Rồi ok, đấy mình cho anh em xem thử hiện tại giờ Vian đang đeo những cái ngọc gì đây. À, trắng mã thanh long. Đây, ngọc thanh long kiếm sĩ, ngọc trắng mã thiện xạ. Và bên đây thì là ngọc kiếm sĩ, ngọc ngự mã. Wow, ngọc ngự mã này anh em à, full luôn rồi, cũng hơi bị ngon nha anh em. Ngọc bạch hổ hiện tại giờ chưa full. Ngọc ngự mã này là không thiện xạ hơi bị khó kiếm luôn anh em à. Ngọc này cực kỳ khó kiếm. Đó. Tiên phong. Anh này là tiên phong hiện tại cũng có xài vài bữa, không biết mơm là mình nghĩ là chắc sẽ có khả năng sẽ sử dụng tiên phong anh em. Tiên phong à, hiện tại bây giờ con Sengoku hình như cũng hệ tiên phong đó mà anh em. Ngọc phượng hoàng đó, những cái ngọc màu cam là đang trang bị ở trong cái ngọc trận pháp. Đây, mấy cái ngọc này thì có một số anh em không biết thì này là không cần phải đeo vô đâu. Này chỉ cần mấy cái ngọc này như mình nghĩ là mình thấy như là up lên vô là nó sẽ tự tăng lực chiến thì phải anh em. Đây. Rồi ok, đây để mình gỡ thử cái xem sao. Tháo đi. Nó tụt lực chiến không ta? À, nó tụt lực chiến anh em à. Đây, cảm vô lại. Đây, mình đeo vô thì nó sẽ tăng lực chiến lên anh em à. Đó, thì đeo vô như là mới có tác dụng rồi anh em. Đây. Đây, đây là ba cái ngọc của năm cái ngọc của bạn Rian đang đeo. Rồi, ok. Trắng mã nè. Ngự mình đang nghĩ là nên đeo cái công vật lý thì nó sẽ lên lực chiến nhiều hơn thì phải anh em. Bên đây như là thủ thôi, kiếm sĩ với lại thiện xạ thôi, còn bên đây là đeo công.
Ủa, đều không sát thủ ta. Kiếm sĩ, thiện xạ. HP kiếm sĩ, HP tiên phong, HP thiện xạ, tiên phong. Ồ, mấy cái này là toàn tiên phong, HP kiếm sĩ nè. Xong đeo HP kiếm sĩ hoặc thiện xạ ta. Lại đeo không sát thủ hiện tại giờ trong tem. Không có con sát thủ nào, có thể là khả năng là sẽ boost lực chiến ảo anh em, cũng có thể như vậy. Rồi, ok. À, bây giờ anh em chúng ta sẽ tiếp tục soi tới cái danh hiệu trước đi anh em. Danh hiệu sau đó mình sẽ soi tới cái đồ đạc của ạc của bạn Rian xem được như thế nào ha. Wow. Ui, có hình bo anh cút thì phải anh em. Phải không? Hình như là bo thì phải anh em. Bo đang hút thuốc hả? Không phải, như là đang ngậm cái ngón tay thì phải anh em. Mình thấy cái miệng của bo đang ngậm cái gì đó, cái điếu cày ha, điếu cày của Luffy anh em. Ok, ôi cái này hơi nhỏ quá, mình nghĩ là điếu cày của Luffy rất to lắm anh em. Ôi trời, Luffy mấy mũi, còn One Cup thì ngậm ngón tay anh em, đang ngậm ngón tay, mình nghĩ là ngón tay anh em à. Ok, wow, cái danh hiệu này là HTH Grian này, như King này, như là vô địch cái giải chọi châu á này phải anh em, giải chọi châu. Đây, công vật lý thêm 2,5 triệu thôi anh em à. Hồi công 10, tốc độ công 10 và sát thương bạo kích 20. Rồi, ok. Chà, khủng khiếp quá. Cái con ông chấm cha thì mấy anh em cũng biết hết rồi. Chuyên xài tiền tỷ nha anh em. Đây để mình xem đỡ 1 2 3 4 5. Mình sẽ review 5 cái 1. 1 2 3 4. Ồ, nó bị mất hình cái rồi. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 cái danh hiệu này mà trời ơi, một cái con số cực kỳ khủng khiếp. Quá wow, quá xa đỉnh, thiên hoàng King of HT này, mình không biết cái danh hiệu này ở đâu nữa. Thái tử King of HT. Ồ, cái này là HTC HTH Rian. Nãy mình thấy có cái, để mình xem để có những cái danh hiệu hoàng đế HTC 15 Rian, cái này hình như cái danh hiệu chọi châu đợt trước đó thì phải anh em. Có khá là nhiều các cái danh hiệu quyền thoại King of Hải Tặc nữa nè. Trời ơi, chiến thần King of Hải Tặc. Quá đỉnh em à. Fan cứng của Usopp. Cái này ông nội Usopp tự sướng em à. Lão Usopp tự sướng. Bá chủ Marineford. Wow, cái này ba tướng Kizaru, Akainu với lại Aokiji đạt 7 sao sẽ nhận được cái danh hiệu này. Akainu, Kizaru. À đúng rồi, phải có thêm con Kizaru nữa em. Hiện tại bây giờ thì có con Kizaru phải lên 7 sao, mà hiện tại giờ Kizaru mình chưa lên 7 sao cho nên là mình chưa có được cái danh hiệu này. Để sống mình review cho anh em xem luôn. HP tối đa 7,5, xác suất né cộng 3, tốc độ công cộng 5 và sói võ trí là 200. Cái này là con Kizaru lên cộng 7 sao, Aokiji với lại Akainu chắc anh em cũng lên 7 sao hết rồi ha. Còn Kizaru thì nó hơi khó lên xíu. Đây, gửi sẵn review cho anh em xem thử những cái danh hiệu gì đó nó lạ xíu, mình sẽ review cho anh em xem luôn. Vương giả. Đây, vương giả. Đây mình sẽ mở từng cái danh hiệu cho anh em, sẵn cho anh em xem. Bố đường anh em. Bố đường. À, Daddy Sugar anh em, Sugar Daddy hả? Sugar Daddy thì phải. Hay là Daddy Sugar. À, dạng như là bố nuôi gì anh em. Tiểu thiếu gia. À, Phú Khả Địch Quốc. Đây anh em xem thử cái danh hiệu nào chưa có thì danh hiệu nào chưa có anh em có thể vô đây anh em có thể xem được mà. Đâu cần phải review hết cho anh em xem đâu. Đây. Các danh hiệu này đều có hết mà, chỉ có là nhận anh em đã nhận hay chưa thôi. Còn lại thì mấy anh em chắc cũng có thể là vô đây xem thử cũng được đây. Với cái số lượng danh hiệu này, mỗi cái danh hiệu mình nghĩ là lên khoảng tầm 1 và 2 T được chiến rồi đó anh em. 2 3 T có khi là 2 3 T được chiến mỗi một cái danh hiệu anh em. Đây, tài lộc VIP quá. Đẹp dữ anh em. Sạch sẽ. Chuyên xài tiền tỷ con ông cháu cha. Ở nãy mình thấy có cái thiên dạ so nè. Đây, thiên dạ so nè anh em. Cái này thì hôm bữa mình review ạc của Shuri thì mình có review luôn rồi. Có review cái danh hiệu thiên dạ so này luôn rồi anh em. Bá chủ, có cái bá chủ Marineford này nó hơi mới thôi. Hình như là mới vậy anh em. Đại gia phân cứng chiến thần King of Hải Tặc. Wow, một con số cực kỳ khủng khiếp anh em à.
quá đỉnh luôn. Rồi ok, thì bây giờ chuyển qua cái phần mà hấp dẫn nhất ở trong ạc của Rian chính là cái bộ trang bị của Rian. Không biết là úp cái gì đó anh em mà cái lực chiến lên là khủng khiếp nó như vậy anh em mà không biết luôn á. Không biết luôn, không biết tại sao lên lực chiến kinh khủng khiếp như vậy. Thì bây giờ anh em chúng ta cùng vô soi thử nha anh em. Đây, đầu tiên đập vô mắt. Ủa, không sử dụng con San luôn anh em à, không sử dụng San luôn. Ui, với cái lực chiến này, hôm bữa là mình thấy là Rian sử dụng cái đội hình tay dài anh em à. Một cái đội hình chuyên tay dài. Cực kỳ bá đạo luôn anh em, hôm bữa solo là nói chung là không thể nào mà đánh lại luôn á. Tiếp theo sẽ là con Katakuri đi, Katakuri có đồ anh em. Katakuri hiện tại bây giờ đang sử dụng cái trái Megaminomi. Với cái trái này á thì khá là hữu dụng nha anh em. Cái trái này có thể là sọt thẳng vô 5% máu tối đa kẻ địch luôn anh em. Và nó sẽ biến anh em giống như là con A anh em, có khả năng là đâm thẳng vô trong HP của kẻ địch luôn. Nói chung cũng khá là thốn nha anh em. Cực kỳ ngon rồi anh em à. Con A này chủ yếu là cái kỹ năng của nó là vô thẳng phần trăm HP của kẻ địch, cho nên là nó mới có khả năng là đam to. Ôi, wow, cái kỹ năng hiện tại bây giờ nó đã mở khóa lên tới 60 luôn rồi anh em à. 60 luôn. Wow, lúc mà nhớ là 50 và bây giờ lên 60 luôn rồi anh em à. Hay là lên cấp 110 nó mở khóa lên tới 60 ta. Ui, kinh khủng khiếp. Đây, cái này là mỗi giây giảm 2% máu tối đa của kẻ địch trong 6 giây nha anh em. Và ngăn hồi máu toàn kẻ địch. Wow, cái vụ ngăn hồi máu này nó hơi bị khó chịu nha anh em. Hơi bị khó chịu á. Wow, ok, thì cái kỹ năng của Rian cũng đã lên hết 60 luôn rồi anh em à. Đây, hiện tại bây giờ là hết SP kỹ năng rồi, còn có 70k thôi. Wow, VIP quá anh em à. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ soi thử trang bị đồ đạc của Rian. À, Rian đang sử dụng là như thế nào đây, một cái bộ đồ gì đây. Đấy, đầu tiên là con Katakuri hiện tại bây giờ là cái bộ trang bị bạch kim gâu trắng anh em à. Và đã lên được 4 sao đỏ rồi anh em à. Đã lên được 4 sao đỏ anh em à. 4 sao đỏ là 11 sao. Rồi, bạch kim 11 sao. Hơi bị xịn sò luôn nha anh em. Quá VIP luôn anh em à. Để bây giờ mình sẽ soi thử các cái dòng đúc cho mấy anh em xem thử tham khảo cho vui luôn. Đây, đúc ra được cái dòng kháng bạo nha anh em. Cái dòng này cái dòng mặc định không có thể đúc được. Anh em cố gắng đúc được những cái dòng này nó sẽ tăng lên được khá được chiến nữa. Kháng bạo hoặc là sát thương bạo kích cũng được. Mình nghĩ là lấy cái dòng kháng bạo nó sẽ ngon hơn. Kháng bạo đi. Đó, bị tại vì mấy con này đam chẳng được bao nhiêu đam anh em, cho nên là sát thương bạo kích thì cũng kệ luôn đi. Mình nghĩ là nên lấy cái dòng kháng bạo thì nó sẽ ngon hơn. Đây, bị không giảm sĩ khí này anh em thấy không, tốc độ công hồi không xác suất né tất cả đều như vậy luôn. Tốc độ công hồi không bị không giảm sĩ khí và xác suất né. Không cố nội Katakuri này thì né là bà chạy luôn anh em à. Này là ai mà đỡ nổi được, chọn không bao giờ auto miss anh em à. Hụt chùm hụt luôn. Và các cái dòng đúc của con Katakuri, cái hình xăm nè, không vật lý và thủ vật lý. Đó, trái quỷ thì các cái dòng đúc anh em chắc cũng biết là bây giờ mình soi một trái thôi nha. Soi một trái cho anh em xem chơi gì thôi. Còn lại là mấy trái kia chắc cũng y chang thôi. Đây, bị công giảm sĩ khí, kháng bạo, sát thương bạo kích, tốc độ công và hồi công nha anh em. Đó, đây soi cho anh em xem cho vui gì đó anh em. Linh hồn của con Katakuri cũng đã mát 70 và trên 70 luôn rồi. Linh cái thằng binh hiện tại bây giờ đang khảm là sát thương bạo kích nè anh em, kháng bạo nè, giảm sát thương phép phải nhận tăng công phép. Ủa, tăng công vật lý. Ủa, Katakuri này nó cũng xài công phép nữa ta. Ủa, mình mới tháo cái trái công phép đâu mất tiêu rồi, thủ phép. À, cái này màu vàng chứ, nhầm, sorry anh em. Đây, cũng lên được thêm tí xíu được chiến anh em. Mặc dù là cũng không lên được, không tụt bao nhiêu, cũng tí xíu siêu thôi anh em à. Đây. Đó, rồi, ok. Sao cho anh em xem cho vui đó. Chứ mình nghĩ là nên đeo cái trái này vô anh em. 22 anh em. Công vật lý 22. 25. Quá. Wow. Trời, công phép nó còn xịn sò hơn so với cái viên công vật lý nữa chứ. À, cái tẩy kia chắc là phần trăm anh em, mình nghĩ là phần trăm nó nhiều hơn. Còn cái nãy là chỉ có cộng điểm thôi. Đây. Cái này thì nó cộng có 23k thôi, cho nên là ít hơn cái này là tới 14% nữa anh em. Đó, rồi tiếp theo sẽ là con A nha anh em. Đấy, một con có con A đang hiện tại bây giờ đang sử dụng cái bộ trang bị. Con A hình như là tại hiện tại bây giờ tem đang sử dụng con Katakuri, cho nên là nãy mình thấy ở trong cái trận pháp đang sử dụng cái ngọc sát thủ anh em à, ngọc sát thủ. À, ok. Đây,
Đây là cây đại đao của con ai để mình hoàn để mình tháo cái cây đao của con Katakuri ra tuột bao nhiêu nha anh em, 115 không? Trời, 94, 104, 114, 21T anh em à. Một cây đao 21T lực chiến. Nhức găng rồi anh em à. Nhức cái nách phạt phạt. Rồi, ok. Cây đao của con ai xem đỡ như thế nào đây. Cây đao của con ai chỉ có 10T lực chiến anh em à. Cây đao của con ai chỉ có 10T lực chiến thôi, hơi bèo hơn xíu so với Katakuri anh em. Katakuri được cũng được biết là một cái dạng đam cũng khá ảo này mà đam cực kỳ ảo đấy. Tốc độ công kháng bạo hồi công bị công giảm sĩ khí và xác suất né các cái dòng thì cũng y chang nhau nha anh em, và đang sử dụng trái quỷ Gogo và cái thằng binh của con kata ối lộn con ai đang đeo ngọc gì đây, tăng công vật lý, giảm sát thương phép phải nhận, sát thương bạo kích kháng bạo và giảm sát thương phải nhận, giảm sát thương vật lý phải nhận đó, ok. Và cái dòng đúc hình xăm, thủ vật lý, công vật lý và công vật lý nha anh em. Thủ vật lý là chính thôi. Hồi công, tốc độ công, xác suất né bị công giảm sĩ khí và cái dòng kháng bạo đó. Rồi, ok. Chắc mình nghĩ là các cái dòng dòng khác thì nó cũng y chang nhau thôi anh em. Hiện tại bây giờ cái mấy cái dòng là meta mà anh em. Wow, đang sử dụng con Marco anh em à, đầu dứa. Đầu dứa nha. Đó, rồi ok. Qua nay uống gì đó anh em, uống cacao Milo gì đó, uống nước đá nhiều quá cho nên là hiện tại bây giờ cổ họng nó hơi đau đau một xíu anh em, nên là hơi khan khan tiếng một xíu. Anh em xem thông cảm nha. Rồi ok, hiện tại thì nguyên băng đảng gâu trắng ở đây anh em. Katakuri thì bên Bitmom này, gâu trắng ai với lại Marco, hai anh em hồi nãy mình thấy ai up trên group cái hình Marco với lại ai hai ngọn lửa của băng gâu trắng đây, áo tròn gâu trắng hiện tại bây giờ xác suất né hồi công, tốc độ công với lại bị công giảm sĩ khí nha anh em. Đây các cái dòng đúc thì cũng y chang nhau thôi, lấy được cái dòng kháng bạo luôn nha anh em, lấy được cái dòng kháng bạo luôn nè. Thủ vật lý và công phép auto thủ luôn anh em à. Và cái trái Marco đang đeo chính là trái Gogo Nomi đây, linh hồn của Marco cũng đã full luôn anh em à, full luôn. Ui, con số để mà có thể là up được full mấy cái linh hồn này lên mát nên chung cũng hơi bị đắm đuối nha anh em. Thằng binh của Marco đang đeo ngọc gì đây, sát thương bạo kích nè anh em. Đây kháng bạo, giảm sát thương vật lý, tăng công vật lý, tăng công phép. Đây tất cả các viên này. Rồi ok. Ủa con này đam phép mà không, đúng rồi đam phép anh em. Đeo luôn cả cái công vật lý luôn anh em à. Rồi tiếp theo sẽ là con Sanji. Wow. Sanji hiện tại bây giờ đang mặc bộ trang bị gâu trắng full sao luôn anh em à. Và full luôn cả cái cộng hưởng luôn, 220 luôn anh em à, cộng hưởng full 220 luôn nè. Wow, cấp kèn 150, sát thương công vật lý tăng thêm 580% và các cái dòng đúc kháng bạo dòng này mặc định rồi anh em à. Đây, dòng này mặc định. Đúng là nếu mà anh em gặp được cái dòng kháng bạo này thì anh em chỉ dám định bốn cái dòng dưới thôi, còn lại cái dòng này anh em đừng có đụng vô là nó sẽ giữ nguyên cho anh em. Đó, các cái dòng thì nói chung là cũng khá là giống nhau. Linh hồn hiện tại bây giờ đang sử dụng cái hình xăm hồi sĩ khí, công vật lý và thủ vật lý cũng giống như mấy con kia anh em, giống như Katakuri với lại con A thôi. Đó, cái lon đang sử dụng cái lon của Gemma. Sanji đang đeo cái lon đó. Wow, gỡ cái lon này thêm thử ấy. Ồ, cũng không có tụt bao nhiêu lực chiến hết anh em à. Chết luôn, biết đường đâu kiếm cái lon đây. Cái lon, à đây. Ôi, tưởng đâu nó lưu lạc tới đâu luôn rồi chứ. Để mình tháo cái đại đao của con Sanji ra theo xem thử là sẽ tụt bao nhiêu lực chiến nha anh em. Phẹt, wow. Nhiều hơn cả Katakuri luôn anh em à. Một cây đao 25T lực chiến. Nhức găng quá. Nhức găng tập 2 anh em à. Nhức găng tập 2. Wow, khủng khiếp thiệt sự chứ. Tháo cái đao ra thuộc 25T lực chiến, mình tháo cái áo thôi. Lột áo. Ồ, cái áo có 3T lực chiến anh em à. Hơi thấp một xíu là cái nón này mình lột lột nón luôn. Và cái nón cũng 3T lực chiến thôi. Lột cái quần luôn. Cái quần cũng 3T lực chiến anh em à. Tổng cái giá trị bộ đồ của Sanji đang đeo trên người đó chính là 34T lực chiến, 999 với lại 25 là 34T. Rồi mình cho nó tròn tròn vậy thôi nha anh em. Wow. Linh hồn Sanji cũng đã mát và các cái ngọc đang cảm trong thằng binh. Đây là giảm sát thương vật lý, tăng công vật lý, giảm sát thương phép kháng bạo và sát thương bạo kích. Đó, rồi ok. Cái
các cái dòng đúc thì anh em xem nữa thì nó cũng y chang như mấy con kia thôi. Wow, nhiều tướng quá nè, không biết nên sử dụng con gì đây. Nico Robin thì ông vãi anh em à, Ineo không sử dụng luôn. Namigod cũng không phải luôn em. Doflamingo anh em à, Doflamingo 246 sao. Wow, Doflamingo 6 sao anh em à, quá đỉnh luôn, quá là khủng khiếp. Doflamingo 6 sao luôn, hạt hồng 6 sao, mát linh hồn anh em à, mát linh hồn và đang sở hữu bộ trang bị gâu trắng 11 sao. Mình tháo qua thử cái này thứ này. Wow, tụt hết 14T lực chiến anh em à, tụt hết 14T lực chiến. Cái vũ khí con Doflamingo thôi đã 14T lực chiến này, khủng khiếp thật sự chứ. Đây các cái dòng đúc mình show cho anh em xem luôn. Đó cũng vẫn là kháng bạo bị động và bốn cái dòng kia thì chủ động rồi. Ok, các cái dòng đúc của cái hình xăm đây, công vật lý, công ổn lộn, công phép, công phép và công vật lý. Ủa gì ta, cái gì đó nó ngộ ngộ đây ta, công vật lý luôn mà. Ok ơi, ta vip đang muốn chơi sao chơi anh em. Ta thích xài gì ta xài. Ok, này nếu mà được anh em đúc cái dòng thủ vật lý. Ủa, à, đúng rồi, thủ vật lý. À, ok. Ủa, không, Doflamingo, đúng rồi, thủ vật lý đi anh em. Lấy thủ vật lý đi, con này công phép đúng rồi. Nãy giờ mình lộn. Mình nhìn mình cứ nhầm với lại Katakuri, hai con nó cũng khá là giống nhau anh em nhìn ha. Cũng hơi bị na ná nhau anh em, hơi bị na ná nhau đâu. Hồng hồng, hường hường này kia các kiểu. Hơi 3D một xíu nhưng mà kệ đi anh em, mạnh là được. Rồi ok, để mình test thử cái đội hình này thử xem sao. Ồ, cái thằng binh cũng chưa có đeo đúng thằng binh rồi anh em. Nếu mà đeo đúng thằng binh thì mình nghĩ là được chiến cũng lên được khá là nhiều anh em. Đây cái thằng binh để mình xem nữa. Ồ, ui, không có thằng binh của con kia này anh em. Không có thằng binh của con Doflamingo hả? Để mình xem thử có con nào đang đeo thằng binh của Doflamingo hay không. Nó Doflamingo nó có thằng binh không ta? Hình như là không biết có hay không nữa. Để cái này mình coi lại sao anh em. Chứ giờ mình không có thời gian để mình có thể là tìm hiểu ấy. Rồi, ok. Wow, để mình xem thử còn con tướng nào nữa hay không anh em. Bo hành cúc nè. Nhìn mà lem anh em. Rồi, hết rồi, hết tướng anh em, không còn tướng nào nữa. Cái này là Namigod, Nami Bo Hành Cúc và lại Kizaru. Không biết có cái con nào đang đeo một cái thằng binh nào đó hay không. Chắc không quá đẹp. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ solo thử cho anh em xem khỉ vàng Kizaru nè. Đây 7 sao luôn, căng thật sự. Rồi ok. Để mình tính ải thử cho anh em xem nha. Mấy anh em nói là nên review luôn cả cái vượt ải. Nhưng mà mình nghĩ với cái tầm lực chiến này thì mấy cái ải này nói chung là quá là dễ anh em à, quá là easy ha. 1, 2, 3, 4. Nên cái ải này có hai con Kaido này cũng khá là khó chịu anh em. 60.4 nè. Để mình xem được cái đội hình vượt ải. Đây mình gắn cái đội hình vô cái đã. Namigod, Marco, bỏ con này ra, bỏ con Ineo ra, Katakuri. Ủa, không có Namigod này mà, không có Namigod nha, mà thay vào đó là con Doflamingo. Đâu mất tiêu rồi ta. Đây rồi, cái đội hình này sao ta, cho hai con tay dài ở phía trước anh em, cho con hai con này ra phía sau đi. Hang quỷ này chạy nhanh lắm anh em, vô nhìn nó bắn tốc độ anh em. Hang này cái dạng như là nó dạng động viên Magaton vậy anh em à. Đây đó, kinh không, mặc dù xếp sau nhưng mà chạy trước không anh em. Đó, không biết là cái âm thanh nó to hay không nữa, mình giảm nó xuống một xíu để một xíu nữa mà anh em nghe toàn tiếng chặt chặt chọt chọt không, anh em không nghe được tiếng của mình nói gì hết. Wow, với cái tầm lực chiến khủng khiếp như vậy mà cũng vô khá là nhiều máu anh em à. Anh em thấy con Sanji, con Ai, con Marco với lại con Doflamingo vô máu không? Riêng ông cố nội Katakuri này thì dẹp qua bên đi, tại vì nó né kinh quá anh em, né kinh khủng khiếp lắm, cho nên là kệ luôn đi. Cái ải sao dễ quá nè. Ui trời, con Doflamingo đam to ấy nè, 38 triệu, tới Marco, tới Ai, tới Katakuri và tới Sanji. Còn bên đây trời ơi,
hai ông có nổi Kaido một ông thì 2 tỷ được 2 tỷ đam, một ông thì 3 tỷ đam. Rồi. Mắt cá sấu chúa 1 tỷ đam. Ôi, khủng khiếp quá. Thế cái ải tinh anh này thì dẹp qua bên luôn đi anh em. Mình nghĩ là mấy anh em ở đây chắc là ải tinh anh 20 nói chung cũng khá là dễ đi anh em. Anh em nếu mà đi không được anh em có thể là thay con gáp vô trong cái đội hình thủy xem sao anh em. Hôm bữa ông Tâm ông sử dụng gáp để mà đi vượt ải, nói chung là cũng khá là ok. Rồi, ok. Khá là dễ anh em à. Wow. Trời ơi, tốc độ quá. Quýnh mấy bá rồi anh em à. Không thấy gõ được gì hết. Không thấy được gì hết. Chỉ thấy chặt chặt soạt soạt âm âm ra. Thôi, không có con Namigod cho nên đỡ nha anh em. Gặp con Namigod là anh em khỏi xem gì luôn á. Vô mưa gió bão bùng này kia các kiểu là không thấy đường mù quánh luôn anh em à. Ok, thì bây giờ mình sẽ ra ngoài mình sẽ solo thử với lại một cái bạn nào đó xem sao. Wow, tự nhiên bị mất kết nối với máy chủ rồi nè. Đây, để bây giờ mình vô mình xem thử có ai đi solo thử xem sao anh em ngáo anh em à. Sherry ấy nè. Đây xác solo lại Sherry để xem sao. Anh em ngáo. Rồi, ok, để solo thử xem sao. Wow, cái đội hình này khá giống cái đội hình mình xếp lên anh em. Hai quỷ này cho ra sao? Tại vì nó bắn tốc độ kinh quá. Dạng như là một con Lamborghini với lại con Ferrari anh em. Đây, bắn tốc độ kinh khủng khiếp. Nhưng mà bắn lên nói chung là khá là thọt. Khi mà bắn lên có khả năng cao sẽ bị khóa chiêu trước và sẽ bị hấp diêm. Nói chung là cái đội hình này vô chủ yếu là liệt chiến to anh em. Chứ solo có vẻ như là nó sẽ không ổn lắm nè, anh em thấy không? Wow. Anh em tên áo hơi bị căng vậy ta, đẩy kinh với nè. Đẩy kinh khủng khiếp anh em à. Nhưng mà bên kia sử dụng cái đội hình tay dài hả ta? Để xíu mình xem và thử, đại nãy mình không có để ý. Mình thấy là có Bo Hancock, có Robin, có Marco nè. Mình nghĩ chắc không thể nào thiếu con A với lại Nabigot được. Chắc là sẽ có anh em. Đẩy kinh khủng khiếp anh em à, cái đội hình tay dài quá anh em à. Chắc là khả năng đội hình tay dài đó đúng luôn anh em à, đúng luôn cái đội hình tay dài đẩy kinh khủng khiếp thật sự chứ. Đó. Hên là có hai ông có nội bắn tốc độ này nó chạy nhanh quá cho nên là có khả năng cao sọt được thôi. Kinh khủng khiếp, anh em tê ngáo nha anh em. 40,59 T cái đội hình tay dài. Qua wow, nửa đúp tàn khốc 68 T. Ui, trời ơi, mấy bạn này úp chiến gì kinh khủng khiếp rồi nè. Ui, có một con tướng một à. Đường mình khỉ vàng ra căng cả tem mình luôn nè. Quỳnh Nhiên là ai vậy ta? Quỳnh Nhiên mình không biết là ai nữa anh em à. Mặt cũng khá là lạ. Rồi, ok, để bên kia sử dụng cái đội hình gì đây? Ok, nói chung là chắc là đa số giấu đội hình hết rồi anh em. Hiện tại giờ cái đội hình của Rian này cũng không phải là đội hình chính nha anh em. Chủ yếu là show cho anh em xem cho vui, trang bị này kia các kiểu thôi. Đây, rồi, ok. Khá là dễ. Easy anh em à. Mà có ông có nội gáp châu quá. Ông bắt tử rồi anh em à. Ông bắt tử rồi. Rồi luôn. Muốn win được ổng hơi bị đấm đuối nha anh em, hơi bị đấm đuối nha. Tức khi mà thức tỉnh lên được cổng chính là ổng bá đạo lắm. Don Whistle Tear NW lưu bị Don Whistle Tear để làm sao. Wow. Bên kia cũng có đội hình tay dài luôn, cái gì đây? Đúng rồi anh em à, bên kia cũng có đội hình tay dài nhưng mà không nên sử dụng con Inel với trong cái đội hình tay dài đâu anh em à. Con Inel nó phá tem lắm, anh em mới thấy nãy không? Anh tem mình đang bị đẩy khúc này nè, con Inel nó hút lên anh em à. Inel nó hút lên mới chết đó. Chứ không là sẽ không thua đâu. Khả năng đẩy cũng khá là ngon á, nhưng mà win thì cũng không win được đâu anh em. Tại con Katakuri nó né kinh lắm. Đây, lại một cái đội hình tay dài nữa anh em à. Cái cách này cái đội hình tay dài meta quay trở lại rồi á. Nhưng mà sử dụng con Inel là sai bài rồi anh em à. Sử dụng Inel là sai rồi, nó hút lên đó. Ok. Thấy bạn DK Chunai xem sao. Không biết là sử dụng cái đội hình gì đây. Wow. Kaido nó mới ghê chứ anh em. Ai Kaido. Với lại con gì đó mình chưa kịp xem nữa anh em. Mình chưa kịp xem là bên kia sử dụng cái gì nữa. Mình nghĩ là chắc có Sanji với lại Namigod anh em. Khá là trâu ha. Trâu cực kỳ đúng. Thực sự thằng Kaido nó chơi cũng khá là ngon em. Mình là mình rất thích thằng Kaido. Khả năng bắt tử 20 giây nói chung là đeo full tóc cho nó. Nói chung nó đập cũng khá là thốn á. Mình nghĩ là nên chơi full tóc cho nó.
Này, bên kia có đội hình khá là bự ha. Akainu nữa anh em à. Toàn là dấu đội hình ở trong đây thôi. Thiên Dạ Xoa, Thanh Bình. À, quê hương em trốn Thanh Bình anh em. Trời ơi, bạn thì sử dụng con Kizaru ớt khỉ vàng căng tem, còn bạn thì sử dụng Phật Tổ vàng Hanma Zuzigo. Ok, để mình solo để xem sao. Ơi, nó mà hơi bị khan tiếng rồi anh em à. Anh em nghe có bị khan tiếng không? Hơi khan tiếng tí xíu anh em. Bắt đầu nãy giờ nói bắt đầu khan tiếng rồi đó. Nó hơi bị lợ lợ rồi. Ô trời, quá gáp bên kia trâu kinh khủng khiếp rồi nè anh em, không vô được một miếng máu anh em à. Ui trời, đấm lũng luôn anh em à. Ồ, kinh khủng khiếp vậy nè. Trời trời trời. Wow, cái đội hình này có vẻ như khá là ok nha anh em. Nhưng mà tại cái đội hình của bạn Rian đang sử dụng cái đội hình này chưa phải đội hình chính đâu. Nếu mà đưa cái đội hình chính ra thì chưa chắc thua anh em. Này, nếu mà có Nami God ở trong cái tem với lại San tóc đỏ nữa thì cũng chưa chắc thua. Nãy giờ không có thấy cái tem nào có sử dụng San cho người ta. Bộ San bị ra ghìa anh em. Hay là mạnh quá không cần phải San nữa. Rian Gui á nè. Solo thử luôn. Quá, cái đội hình mới nãy khá là VIP nha anh em. Hơi bị VIP nha. Quá, cuối cùng đã gặp được San tóc đỏ rồi nè anh em. Rian Gui đang sử dụng là cái đội hình có San tóc đỏ. Ui, khả năng cao lại sẽ thua. Tại vì bên tem bên kia là nó không bị dính khóa chiêu được anh em. Tại vì với tem bên kia nó có thằng San. Nhưng mà rất tiếc anh em à. Ui, bật lại được con phát. Trời ơi, nó quýnh bấy nhầy anh em mà. Cái tốc độ công của bên Gian kinh khủng khiếp luôn. Quá là được VIP anh em à. Thôi, vô trong cái túi đồ. Mình lục lọi cái túi đồ của Gian xem thử là bên trong cái túi nó có cái gì nha anh em. Ui, 120 gương bạch kim tự ngẫu nhiên và 71 gương bạch kim tự chọn. Gương trang bị gâu trắng, gương trang bị San tóc đỏ để dành lại để mà đổi quá anh em. Để dành lại để kiếm đá chuyển quá để mà đổi mấy gương tiếp theo. Cái gì ta, để mình xem thử có gì hay ho. 10.000 10k cuộn giấy phù hình xăm 6 sao. Wow, mình nhìn là mình đã giỏi đạn rồi anh em à. Đây, mỗi lần anh em chỉ có thể là mở được 10 cuộn thôi. 10 lần mở được 100 cuộn, 100 lần sẽ mở được 1.000 cuộn và 1.000 lần phải mở tới 1.000 lần mới có thể là mở xong hết được cái đống đó. Hơi bị quải nha anh em. Nhìn thấy thôi đã khá là chóng mặt rồi. 1.000 SP ấy, 1.000 chiêu mộ vàng. Wow, chiêu mộ lệnh bạc 331k. Ồ, 31k nói chung cũng không có nhiều lắm. Mở cũng không nhanh. 265 thùng bia. Ôi, khăn tiếng quá anh em à. Chắc là sẽ kết thúc video đây quá. Không biết là còn cái gì thiếu sót, chưa có review không ta. Để mình xem thử. Quần đảo. Ồ, quần đảo tròn 1.000 điểm nữa nè anh em. Xem thử trong này có ai hấp diêm thử hay không. 5733T. Trời, 1.000 điểm tròn luôn, 3774T. Ai đâu mà có thực khả năng là đủ sức để mới thể nào hấp diêm được Rian đây. 13.09T. Không có ai to to xíu nè. NBC cơ mà, còn NBC cơ mình nào. À, NTV 2.704. À, nói chuyện hết nổi anh em, đau họng quá. Nhưng mà vẫn theo anh em. Định làm thêm ca Milo dầm uống nữa cho nó tới luôn. Lấy đọc dị đọc anh em à. Rồi, ok. Chắc mình sẽ kết thúc video đã đây quá anh em. À, quên soi đỡ là hiện tại bây giờ ghi anh đang VIP mấy nè. Hiện tại bây giờ đang là VIP 14 nha anh em, VIP 14. Khủng khiếp. Để đạt được cái con số VIP này phải nạp hơi bị khá là nhiều anh em. 17 tháng 2, 16 tháng 2, 15. Ô, bữa nay nạp hơi ít, có ngày 15 nạp nhiều anh em. 15 nè. 1, 2, 200 nè, 100 nè, 300. Ô, hình như là bữa đó là ít 2 vậy anh em. Bữa đó hình như là ngày 15 hình như là, không, 15 hình như là có ít 2 là 16, 17 rồi đó. Mình nhớ là có một ngày ít 2, mình không nhớ là ngày nào. Không nhớ là ngày nào. Wow, cái ngày 1 tháng 2 là ngày mùng 1 Tết thôi anh em. Trời ơi,
cái ngày mùng 1 Tết là hơi bị khủng nha anh em. 12.000 nè, 6.000 nè, 2.400. Thôi, hơi bị khủng khiếp. Ngày mùng 1 Tết anh em, cái tiền lì xì đập hết vô trong này luôn quá. Mình nghĩ là chắc còn phần nhỏ có số tiền lì xì của Ian thôi. Ok. Đây chắc mình sẽ kết thúc video ở đây quá anh em. Hiện tại video thì nói chung là sau tới sau lui thì mình cũng không biết là sẽ review tiếp ở chỗ nào cho anh em xem nữa. Đó, thì anh em nếu mà có gì thắc mắc đó thì sau này mình em cứ đặt câu hỏi bên dưới thì mình sẽ tổng hợp lại, sau này mình sẽ gom lại một đống rồi sau đó mình sẽ review mượn ạc của Ian mình sẽ review lại thêm một lần cho anh em xem những cái câu, mình sẽ review những cái chỗ nào mà anh em thắc mắc. Anh em cứ đặt câu hỏi bên dưới thì mình sẽ tổng hợp lại nha anh em. Và sau đó mình sẽ review lại và mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho anh em, hoặc là review những cái chỗ nào anh em thắc mắc đó thì mình sẽ review chi tiết hơn cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu này. Cảm ơn Gian đã cho mình mượn ạc để có thể là review cho anh em xem một con ạc ngược chiến khá là khủng khiếp như thế nào. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra thêm nhiều video về cái tựa game đảo kho báu cho anh em cùng xem nha. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye anh em.